bạn nha, hôm nay mình sẽ chơi Animal Battle Simulator. Ở đây là game phát tác các bạn nha. Mình sẽ cho nó chạy qua 7 thảo thần để đến ăn con lợn. Xem ai sẽ là người vượt qua được 6 cái thảo thần nha. Rồi, còn nhà bạn quay 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 chuyện các bạn nhé. Rồi mình cũng kết thúc video, xin chào các bạn và hẹn gặp lại video tiếp theo.